Trong tập trước, Lâm Động đã giết chết Hoa Tông, hấp thu tinh thần lực của hắn, sau đó rời đi. Điều giả nhắc nhở, tiếp theo cậu sẽ gặp phiền phức càng lớn. Âm Khôi Tông chắc chắn sẽ không buông tha. Chuyện trước mắt là tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, luyện hóa hấp thu hết tinh thần lực của tên kia rồi mới nghĩ biện pháp. Tin tức Hoa Tông bị sát hại nhanh chóng tới tai Mộ Thiên Thiền, bọn họ cũng điều tra ra hung thủ gây án chính là Lâm Động. Phụ thân Hoa Tông là Hoa Cốt trưởng lão, đang phái ra tất cả nhân thủ của Âm Khôi Tông truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, trải qua thời gian đã lâu mà vẫn chưa tập hợp đủ người, Hoa Cốt vẫn vô cùng sốt ruột. Tức giận vì điều này, lão trực tiếp muốn đích thân ra trận. Về phần Lâm Động, sau khi tìm thấy một khu phế tích bỏ hoang, cậu ta liền đi vào bên trong đó bế quan. Trải qua một thời gian, tinh thần lực của Hoa Tông cũng bị hấp thu hoàn toàn. Điều ra nhanh chóng đi hỏi thăm dự định tiếp theo. Lâm Động suy nghĩ thoáng một cái rồi liền đáp lời. Bây giờ người của Âm Khôi Tông nhất định đang tìm kiếm tứ phía, cho nên việc trước mắt vẫn là ẩn nấp tại đây một thời gian. Cũng nhân lúc này luyện hóa vạn thú quả, đám người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên Lâm Động cũng phải gia tăng thực lực thì mới có thể tự bảo vệ bản thân. Điều ra cảm thấy hợp lý, sau khi luyện hóa thành công, thực lực của cậu chí ít cũng tăng lên tới tạo hình cảnh đại thành. Hơn nữa đồng lôi thể cũng có thể tăng tiến thêm một bước, vậy nhưng luyện hóa vạn thú quả cũng có chút nguy hiểm. Lúc trước, luyện hóa long viên tình huyết đã làm cho Lâm Động suýt không chịu nổi, còn bây giờ nguy hiểm từ vạn thú quả lại lớn hơn. Tiểu Viêm có lẽ không muốn Lâm Động tiếp tục mạo hiểm như vậy nên chạy tới ủ rũ. Điều ra cũng khuyên ngăn, hay là chậm một chút, chờ chuẩn bị đầy đủ rồi tiến hành cũng không muộn. Lâm Động cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc là đối thủ cũng sẽ không cho nhiều thời gian như vậy, cho nên cậu cuối cùng vẫn chọn cách luyện hóa nó. Không thể khuyên ngăn, Điều ra và Tiểu Điều đành phải ra bên ngoài trông coi. Không chờ đợi thêm, Lâm Động cũng phải sử dụng nguyên lực luyện hóa vạn thú quả, vừa mới bắt đầu đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Cùng lúc này, Hoa Cốt trưởng lão cũng đã đi tới hiện trường vụ án mạng, sau đó sử dụng bí pháp dò xét lại chuyện đã xảy ra và phát hiện ra mặt mũi của Lâm Động cùng Tiểu Viêm. Không ở lại thêm, lão liền lấy ra phi kiếm rồi đuổi theo. Ở bên ngoài canh chừng, Điêu Gia và Tiểu Viêm vô cùng sốt ruột, nhất là Tiểu Viêm, nó liên tục kêu gào cả đêm. Điều này làm cho Điêu Gia cũng phải tức giận vậy nhưng không làm gì được. Sau cùng vẫn phải trấn an con hỏa mãng hồ này, hắn biết chuyện này vô cùng nguy hiểm, vậy nhưng mà tiểu tử Lâm Động này muốn mạnh lên, con đường rèn luyện nguy hiểm này cũng là con đường hắn phải đi qua. Việc bọn hắn có thể làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Nói tới đây, Điêu Gia đột nhiên cảm ứng được khí tức của cường giả tạo khí cảnh đang tiến lại gần. Hiện tại, Lâm Động đang trong thời khắc mấu chốt, không thể tạm nghỉ giữa chừng, cho nên Điêu Gia lập tức yêu cầu Tiểu Viêm cùng với hắn đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, người đi tới là Hoa Cốt, lão ta hạ cánh xuống khu phế tích rồi chậm rãi đi vào. Việc cấp thiết là không thể để cho lão gia này tìm được Lâm Động. Tiểu Viêm được yêu cầu ra ngoài dẫn dụ, còn Điêu Gia sẽ đánh lén từ phía sau. Nói rồi hai người cũng hành động, đáng tiếc là không thành công. Phản ứng của lão quá nhanh, dễ dàng chặn đứng một đòn công kích. Sau đó chỉ nhìn qua một cái đã biết Điêu Gia là yêu linh. Dù là vậy thì Điêu Gia vẫn rất bình tĩnh chém gió, nếu lão muốn tìm bảo vật thì e rằng tới nhầm chỗ rồi. Nơi này chính là địa bàn của yêu thú, lão vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. Đáp lại những lời này, Hoa Cốt lập tức tấn công săn mặt. Biết không thể hù dọa được lão hồ ly này, Điêu Gia nhanh chóng yêu cầu Tiểu Viêm tấn công. Mặc dù là trận chiến của 2-1, đáng tiếc là thực lực của lão già Hoa Cốt quá mạnh, Điêu Gia cũng lấy ra thủ đoạn của mình vậy nhưng không có quá nhiều tác dụng. Tất cả chỉ là khiến lão mất đi chút sức mà thôi. Rất nhanh sau đó, cả hai cũng bị đánh bại và nằm hít đất. Tới đây thì Hoa Cốt cũng thẳng thắn, lão thừa biết Lâm Động đang ở đây, vừa vặn Lâm Động cũng bế quan xong, động tĩnh cậu gây ra không hề nhỏ. Sau khi đã biết vị trí cụ thể, Hoa Cốt liền lập tức lao lên tấn công. Điều ra bởi vì đứng ra ngăn cản nên trở thành mục tiêu bị công kích đầu tiên. Đúng lúc sắp về với đất mẹ thì Lâm Động đã kịp thời giải cứu, đẩy lùi lão già về phía sau. Sự xuất hiện của cậu khiến Điêu Gia lẫn Tiểu Viêm vô cùng vui mừng, lần này coi như tạm thoát được một kiếp nạn. Hai bên trao hỏi đôi ba câu, một bên cho rằng Hoa Tông chết là đáng giá, bên còn lại thì mặc kệ đúng hay sai, rõ ràng là lão già này không muốn nói đạo lý. Hoa Cốt chẳng muốn nói chuyện nhiều, lão lập tức cầm thương lao lên. Lâm Động nhanh chóng sử dụng thiên lân cổ kích đỡ đòn. Hai người vai chạm rồi giằng co nhau, sau đó lại lao vào nhau đánh cận chiến. Dù đã sử dụng ra ma viên biến, nguyên tinh chi lực để đánh ra kích pháp, thế nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai người vẫn là quá nhiều. Cuộc chiến xảy ra nhanh chóng và tạm dừng cũng nhanh chóng. Lâm Động bị nằm hít đất, đổi lại thì Hoa Cốt cũng bị thương nặng. Với thương thế của lão hiện tại, nếu như liều mạng e rằng không đổi, cho nên chuồn là thượng sách. Nãy giờ Lâm Động cố tỏ vẻ cứng rắn, sau khi lão biến mất, cậu cũng ngất xỉu. Trong mê man, cậu nhìn thấy Lăng Thành Trúc đang bước lại gần. Sau khi tỉnh lại, Lâm Động phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường lớn ở một nơi khá là xa hoa. Trong lúc đang thắc mắc đây là chỗ nào thì Mộ Thiên Hiền đã xuất hiện. Hóa ra người giải cứu và đưa cậu về đây chính là nàng ta. Nàng ta cho biết chỗ này chính là Đại Ma Môn, người của Âm Khôi Tông tuyệt đối không được vào nơi này, cho nên cậu có thể yên tâm. Lâm Động nghe vậy cũng không quên cảm tạ. Mộ Thiên Thiên tiếp tục cho biết,
Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông trước giờ bất hòa, cho nên kẻ địch của Âm Khôi Tông chính là bằng hữu của Đại Ma Môn. Giữa bằng hữu đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Vừa nói chuyện, Mộ Thiên Thiên vừa ép sát Lâm Động. Nàng vô cùng bội phục, vậy mà có thể đánh bại Hoa Cốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hành động thân mật này làm cho Lâm Động ngại ngùng nên cố gắng lảng tránh. Nàng ta lại nói thêm, bây giờ Hoa Cốt đã bị thương, e rằng toàn bộ thế lực Âm Khôi Tông đều sẽ truy sát cậu. Cho nên nàng muốn mời cậu gia nhập vào Đại Ma Môn, chỉ cần đồng ý gia nhập, chuyện của cậu tất nhiên sẽ chính là chuyện của Đại Ma Môn. Có người hỗ trợ đương nhiên rất tốt, và nhiều mục tiêu của Lâm Động còn lớn hơn rất nhiều, không thể dừng chân tại đây được, cho nên nhanh chóng từ chối. Mộ Thiên Thiên biết Lâm Động đã kiên quyết nên cũng không tiếp tục cố gắng thuyết phục nữa. Nàng quay sang hỏi thăm Dự Định, Lâm Động cũng không muốn xấu. Phong ấn của Đại Hoàng Cổ Bì sắp mở ra, cậu đang định tới đó một chuyến. Mộ Thiên Thiên nghe vậy liền khuyên ngăn, nàng nghĩ rằng cậu vẫn là không nên tới đó thì hơn. Một khi Cổ Bì mở ra, Âm Khôi Tông nhất định sẽ tham gia. Lần này nghe nói ngay cả tứ đại tông tộc của Vương Triều Đại Viêm cũng sẽ tới đây. Nếu chỉ có một mình cậu, đừng nói là phân chia bảo tàng, đến việc có thể sống sót hay không cũng khó nói. Lâm Động nghe nhắc tới tứ đại tông tộc thì lại càng tức giận, nắm tay bóp chặt. Cậu từng bị bọn họ chèn ép, bị sỉ nhục, cũng từng xảy ra thân mật với Lăng Thành Trúc, hứa với nàng rằng sẽ trở nên mạnh hơn. Mà Đại Hoàng Cổ Bì chính là cơ hội duy nhất có thể khiến cậu nhanh chóng lớn mạnh, cho nên phải nhất định tới đó. Lời khẳng định chắc nịch này được thốt ra cũng là lúc tập phim khép lại. Mọi người đón xem tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.